chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của người dân. Thế nhưng không phải trường hợp nào cũng được chuyển mục đích sử dụng đất nếu không nắm rõ thủ tục. Trong video hôm nay, Luật Việt Nam sẽ gửi đến các bạn toàn bộ thông tin liên quan đến chuyển từ đất vườn sang đất ở. Điều kiện chuyển từ đất vườn sang đất ở. Theo Điều 52 của Luật Đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên căn cứ sau. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, người dân chỉ được phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu thửa đất đó thuộc khu vực có thể được chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt. Theo quy định, kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ được công bố công khai. Chuyển từ đất vườn sang đất ở có phải xin phép không? Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. Và pháp luật hiện hành không quy định đất nào là đất vườn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất vườn, có thể thuộc loại đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trong khi đó, theo Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Cụ thể, để chuyển sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân cần phải xin phép và phải được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất mới được chuyển mục đích sử dụng. Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở. Theo Điều 69 Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ, để chuyển từ đất vườn sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, sổ đỏ. Ngoài ra, cần nộp kèm hồ sơ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Bước 2. Nộp hồ sơ. Sau khi chuẩn bị xong, hồ sơ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận. Trường hợp thứ hai, nếu hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ, thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Bước 3, nộp tiền sử dụng đất theo thông báo. Người dân sẽ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở, theo thông báo của cơ quan thuế. Bước 4, nhận kết quả. Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Về thời hạn giải quyết. Thông thường, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày. Tuy nhiên, đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thời hạn giải quyết là không quá 25 ngày. Lưu ý, thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trên đây là thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở và tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất. Để biết thêm các thông tin, vui lòng theo dõi thông tin tại trang Luật Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!